vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị thân mến, hội chứng tiết hormone tăng bài niệu ADH không thích hợp, đó là hội chứng dẫn đến sự mất cân bằng nước và các khoáng chất trong cơ thể, đặc biệt là đối với yếu tố natri. Và đây là một căn bệnh và một hội chứng gây ra những biến chứng như thế nào, nguy hiểm như thế nào cho sức khỏe, cũng như những vấn đề khác liên quan như là cách phát hiện, cách điều trị. Sau đây xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Lê Hoàng Bảo để được hiểu rõ hơn về hội chứng này. Lời đầu tiên rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình. Chào Tuyết Oanh, chào quý vị khán giả của chương trình. Thưa bác sĩ, điều đầu tiên chắc là nhờ bác sĩ chỉ ra cho Tuyết Oanh cũng như quý vị khán giả hiểu một chút xíu về cơ chế của hội chứng này. Đó là trong tình huống của chúng ta có một chi tiết là các nhân vật nghĩ rằng việc tăng huyết áp nó có liên quan đến việc mắc phải hội chứng này, thì không biết điều này có đúng không ạ? Xin chào quý vị khán giả. Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp, để hiểu về nó thì chúng ta cần phải biết ADH là gì. Yeah. ADH nó là một cái nội tiết tố được tiết ra từ những cái tế bào ở vùng dưới đồi ở trên não của chúng ta. Thì cái tác dụng chính của cái hormone này là giúp chống thải nước tiểu ra bên ngoài, hay nói cách khác là nó có tham gia rất là quan trọng vào cái việc giữ cân bằng nước và các cái khoáng chất ở trong cơ thể, nhất là chất natri. Yeah. Hay còn gọi là chất muối đó. Thì khi mà hormone ADH nó tăng tiết quá mức thì nó sẽ làm cho cái việc mà thải nước tự do ở trong cơ thể chúng ta ra ngoài rất là khó khăn. Khi đó thì nước tiểu nó sẽ cô đặc lại và cái lượng dịch ở trong cơ thể của chúng ta nó tăng lên rất là nhiều. Thì khi cái lượng nước ở trong cơ thể mình, ở trong máu nó tăng lên nhiều thì nó sẽ làm pha loãng cái chất muối, tức là cái chất natri. Và như vậy thì nó gây ra cái hậu quả cuối cùng là cái tình trạng hạ natri ở trong máu xuống. Thì như vậy cái hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp này nó có nhiều cái nguyên nhân gây ra, và nó cũng có thể là đồng mắc với lại cái bệnh lý tăng huyết áp. Chứ cũng không có phải chắc chắn là tăng huyết áp nó dẫn tới cái hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp này. Vậy thì thưa bác sĩ, đối với hội chứng này thì không biết nguyên nhân dẫn đến nó là gì, cũng như những yếu tố nguy cơ đối với hội chứng này ạ? Hiện tại thì người ta thấy cái hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp nó có một số cái yếu tố nguy cơ cũng như là nguyên nhân thường gặp như sau. Thứ nhất là liên quan tới việc sử dụng của một số loại thuốc, ví dụ như là thuốc điều trị đái tháo đường, thuốc điều trị động kinh, thuốc điều trị trầm cảm hoặc là ung thư. Tuy nhiên không phải là nhóm thuốc nào điều trị những cái bệnh lý này cũng gây ra hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp, và không phải là người bệnh nào dùng thuốc thì cũng có xuất hiện cái hội chứng này. Nó chỉ xảy ra trên một số cái bệnh nhân nào đó mà thôi. Do đó thì khi mà cái người bác sĩ người ta ra một cái quyết định điều trị các cái bệnh lý này cho người bệnh thì sẽ phải theo dõi để biết là cái thuốc nó có gây ra hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp sau đó hay không. Chứ chúng ta không thể biết được ngay từ đầu. Dạ. Cái nguyên nhân thứ hai mà dẫn tới cái hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp là một số cái bệnh lý nhiễm trùng, mà thường nhất là viêm phổi. Thứ ba là một số cái bệnh lý của hệ thần kinh, ví dụ như là xuất huyết não hoặc là nhiễm trùng của cái hệ thống thần kinh, như là viêm não, viêm màng não. Và cuối cùng người ta thấy là một số cái loại ung thư nó cũng có biểu hiện hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp, ví dụ như là ung thư ở não, ung thư ở phổi, ở tụy, vân vân. Với những nhóm nguyên nhân được cho là gọi là yếu tố nguy cơ thôi chứ cũng không xác định được rõ ràng như vậy, thì thưa bác sĩ, làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện ra hội chứng này, tức là dựa trên những biểu hiện và triệu chứng gì ạ? Như đã nói lúc đầu thì cái hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp nó dẫn đến cái hậu quả cuối cùng là cái tình trạng hạ natri máu. Dạ. Do đó các cái dấu hiệu, các cái triệu chứng của hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp thật ra là cái biểu hiện của hạ natri trong máu. Thì hạ natri máu nó có thể biểu hiện bằng nhiều cái triệu chứng khác nhau. Dạ. Và nó hoàn toàn là không có đặc hiệu. Ví dụ như là người bệnh có thể cảm thấy đau đầu, có thể thấy buồn nôn và nôn, mệt mỏi ở trong người, chuột rút ở các cái cơ, tê tay chân. Những cái trường hợp mà hạ natri máu xảy ra nhanh có thể làm cho người bệnh bị co giật hoặc thậm chí là hôn mê. Như vậy thì để có thể chẩn đoán được có hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp thì bác sĩ sẽ phải hỏi bệnh sử, phải khám bệnh nhân và cho làm những cái xét nghiệm máu và nước tiểu để khẳng định là có tình trạng hạ natri máu.
Và để tìm cái nguyên nhân của cái hội chứng này thì có thể sẽ phải làm thêm những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu hơn, ví dụ như là chụp X-quang, siêu âm, CT hoặc là MRI, để mà tìm xem cái nguồn gốc mà gây ra hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp là từ đâu. Vậy thì không biết là đối với hội chứng này thì việc gây ra hạ natri thì nó có thể dẫn đến những diễn biến gì khác, và những cái biến chứng và sức nguy hiểm đối với cơ thể con người như thế nào? Đối với hạ natri máu, người ta thường chia thành hai cái giai đoạn. Đối với hạ natri máu mà mạn tính, nó xảy ra lâu ngày thì đôi khi nó hoàn toàn không có triệu chứng gì đặc biệt, hoặc là nó gây ra những cái mệt mỏi rất là mơ hồ. Như là người bệnh thấy yếu cơ, rồi tê tay chân, chuột rút một cách rất là thầm lặng thôi. Nhưng mà những cái trường hợp mà hạ natri máu nó tiến triển nhanh hoặc là nặng, có thể gây co giật, thì từ đó là dẫn tới chấn thương hoặc là hôn mê. Khi mà hạ natri máu nó diễn tiến nhanh và nó nặng, có thể gây phù não và nó ảnh hưởng tới cái sự tỉnh táo, người bệnh hôn mê và thậm chí là có thể tử vong trong những cái cơn mà hạ natri nó quá nặng. Không biết là đối với những hội chứng liên quan tới việc tiết hóc môn như thế này thì chúng ta có cách nào để điều trị và giúp đỡ cho người bệnh không, thưa bác sĩ? Việc điều trị cái hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp, thật sự là chúng ta phải tìm cho ra cái nguyên nhân của bệnh để mà từ đó chúng ta điều trị cái gốc. Ví dụ như người bệnh bị hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp là do tác dụng phụ, sẽ phải cố gắng ngưng những cái thuốc đó và đổi sang những cái thuốc khác mà vẫn có cái hiệu quả điều trị nhưng mà không có cái tác dụng phụ là gây ra hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp. Hoặc nếu là cái nguyên nhân là do nhiễm trùng, do ung thư thì chúng ta cố gắng người ta điều trị cái bệnh gốc đó thì nó sẽ giải quyết được cái tình trạng tăng tiết ADH không thích hợp cho người bệnh. Trong một số cái trường hợp khác, đôi khi chúng ta không có chẩn đoán ra nguyên nhân, hoặc là chúng ta chẩn đoán được nguyên nhân nhưng mà không có cái biện pháp điều trị hữu hiệu, thì người ta có thể điều trị cái hội chứng này bằng một số cái biện pháp khác, giống như là cho người bệnh ăn mặn để làm nâng cái lượng natri ở trong người lên, hoặc là cho hạn chế nước để không có phải pha loãng cái lượng natri ở trong máu nhiều hơn. Và hiện nay thì nó có một số cái loại thuốc có thể chống lại cái tác dụng của ADH ở trong cơ thể của mình, thì những thuốc này nó sẽ làm tăng thải nước ra bên ngoài để nó bớt cái tình trạng hạ natri máu cho người bệnh. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi liên quan tới chủ đề của chương trình ngày hôm nay ạ. Chào Tuyết Oanh, chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, với chương trình bác sĩ của bạn hôm nay cùng chủ đề đó là hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp, thì hy vọng rằng Tuyết Oanh, bác sĩ Lê Hoàng Bảo cũng như chương trình bác sĩ của bạn đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về hội chứng này để có thể chủ động hơn, quan sát, theo dõi cũng như là phòng tránh đối với căn bệnh này. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.